Bên đạo Thiên Chúa giáo, cô ta thì gia đình cô ta không chấp nhận cái vô đạo. Ok rồi, rồi mình hỏi bên kia đi, đạo gì? Mình đạo gì cơ? Dạ em đạo Thiên Chúa. Rồi chúc mừng. Thôi chúc mừng hai bạn nhé. Cái gu bạn gái của em là như thế nào? Trước tiên là tánh hiền, hiền nhưng phải cá tính nha. Với đừng có hiền bánh bèo. Không cần phải xinh, không cần phải đẹp. Có một cái điểm ấn tượng nào đó. Ấn tượng như là có cái mũi cao cao nhỏ nhỏ và có bờ môi quyến rũ. Hay có vòng một hấp dẫn. Và vòng ba lôi cuốn gì đó. Nó có một cái điểm gì đó. Hay là tóc dài hiền gì đó. Một cái điểm ấn tượng. Nhưng mà em nghe cô giáo em cũng thích đó. Mà em là cô giáo dạy cấp mấy em? Em dạy cấp 1 nhưng mà hiện tại thì em đã nghỉ công việc ở trường rồi. Tại vì em muốn ra ngoài làm nhiều hơn. Em là dạy về vận động mà, đúng không? Cho bé bé nhỏ. Vận động. Em dạy thẩm mỹ đúng không? Dạ. Dạy thẩm mỹ là dạy về cái gì? Em dạy về phun thiêu á. Bên đây cũng thầy, bên kia cũng cô. Bên kia có mấy mối tình gái. Ô chào em gái xinh đẹp. Dạ em chào anh Quỳnh Linh. Có cái điểm ứng nào không? Có nhiều à. Nhiều cái ấn tượng luôn á. Chứ không phải là một đâu. Em gái thích người, mẫu người đàn ông như thế nào? Tại vì em về thể thao á, nên là em cũng thích bạn đó là cao một chút xíu, dáng cũng mập mập chút xíu không sao, cao khoảng từ 1m7 trở lên. Được. Em thì không cần cơ bắp quá, tại cơ bắp quá thì nhìn hơi ghê, săn chắc. Em rất là thích nam mà biết nấu ăn á. Tại vì có thể là cùng em nấu. Thì anh biết nấu mà, có thể ăn được hay không thôi. Hai người cùng nấu ăn tại vì em thích như vậy lắm. Với lại em thấy nam thường thường nấu ăn rất là ngon. Ở nhà lâu lâu bố em nấu á cũng ngon, với lại nó vui, nó lạ lắm. Thôi vậy, có gì về cho anh gặp bố em đi. Bố em chỉ cho anh với anh nấu dở đó. Bé trải qua mấy mối tình rồi bé? Chính thức thì em chưa trải qua mối tình nào. Chỉ mém mém thôi. Tính chất công việc của em á, từ hồi mà em đi học, thời gian còn lại em dành đi làm thêm. Bạn trai giới thiệu về mình. Dạ em chứ. Xin chào anh Quỳnh Linh. Em xin chào chị Hồng Vân à. Chào em. Anh xin chào cô gái xinh xinh bên kia không nha. Thì em tên là Phi Vũ. Dạ, năm nay em 39 tuổi. Nghề nghiệp của em thì em làm tới 3 ngày á, IT, thẩm mỹ và kinh doanh bất động sản. Rồi, dạ. Dạ. Cho nên em sẽ không bao giờ sợ đói. Em nhưng mà em gái về anh á, anh bảo đảm em no. Ở đâu? Dạ em Sài Gòn à. Quận mấy? Dạ em quận 6 à. Tức là sinh ra lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Sinh ra. Rồi, mình giới thiệu đi. Là em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh. Chào em. Em chào anh gì ở bên đó. Anh Vũ. Vũ em ơi. Dạ, em chào anh Vũ. Em tên là Đinh Thị Thảo. Em năm nay em 28 tuổi. Em đang làm giáo viên và em đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Quê em là ở Lâm Đồng ạ. Em làm việc ở quận 4. Từ gần quận 6 không Linh? Gần. Dạ, cách 2 nút chị. Rồi Vũ cho bên kia biết điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Ưu điểm của em là có ưu điểm là 40. Không cờ bạc, không rượu chè, không hút thuốc, không gây gú. Khuyết điểm em thì có 3 thứ: mê ăn, mê ngủ và em dở trong em dễ siêu lòng. Nhưng mà mê ăn là do tại em cực kỳ em thích ăn, còn mê ngủ là do em mà tiếp người khó ngủ cho nên em muốn được ngủ. Cái siêu lòng là tại vì khi em thấy mà một cô gái mà khóc trước mặt em á, em siêu lòng cỡ nào. Vô bây giờ, vô hồi xưa em có người yêu cũ em vậy, hai đứa gây với nhau, gây cũng gây dữ lắm, không biết ai đúng ai sai. Nhưng khi em thấy cô gái đó chỉ cần rơi nước mắt thôi em thua hoàn toàn, quên hết ha. Dạ đúng rồi em. Thôi mình nói về ưu khuyết của mình đi cưng. Về ưu điểm thì em cảm thấy em là một người sống rất là tình cảm, thích quan tâm đến mọi người và lắng nghe chia sẻ những cái câu chuyện của mọi người. Em thì rất là thích trẻ nhỏ. Em thì cảm thấy em là một người có trách nhiệm trong công việc và trong cuộc sống. Khi mà em đã nhận một cái gì đó thì em cảm thấy là mình rất có trách nhiệm với cái công việc đó. Nhưng ngược lại thì em là một người mít ướt, có nghĩa là cứ đụng chuyện một chút xíu là khóc. Là khóc thôi. Dạ. Mặt bên kia cũng dễ khóc lắm. Nghe là mệt rồi đó. Do tính chất là ở nhà từ nhỏ thì cũng có mẹ nên là nấu ăn cũng không có được tốt đâu. Em mà thấy không... ơi. Dạ. Cho anh hỏi luôn là em nấu nấu ăn được đúng không? Được. Được. Sao được là em ăn được á anh. Còn người khác thì em chưa biết nữa anh ơi. Không sao, tại vì anh mê ăn lắm cho nên anh nấu anh dễ ăn lắm. Không nhưng mà anh cho em hỏi là anh có nấu ăn được không anh? Anh hả? Anh nấu ăn được mà như mình anh ăn à. Mà dạ. em có thích nấu ăn không? Em cũng không thích cho lắm anh ơi. Em thích được người ta nấu cho ăn hơn. Rồi chết rồi, bây giờ về hai đứa ra ngoài ăn nữa trời. Chắc anh tiệm suốt lâu rồi chị ơi. Tại vì thì anh nói em mà anh thích thì anh cực kỳ anh thích một cô gái nấu ăn. Tại vì em cái tiếp của em mà vô em đi làm một tuần không cần nhiều. Chứ một tuần 7 ngày đi thì có thể gặp 3 ngày thì 2 ngày đi ra ngoài ăn. Nhưng phải có một ngày
À, có một cái bữa ăn vô là cô ra nấu em ăn, em qua em phụ. Dạ. Hai vợ chồng nấu nướng, dạ, tự ăn, tự cũng... enjoy, thưởng thức. Bữa cơm gia đình. Em có thể em rửa chén. Cô ra nấu em rửa chén. Mà. Dạ, đúng rồi đó. Lúc về tụi em deal lại được mà. Cái dạ. chuyện đó học nấu ăn bây giờ trên mạng công thức đầy, không cần dạ. ai, không cần ai chỉ. Dạ. Không sao, có gì mẹ đi, mẹ nấu ăn ngon. Giờ chị hỏi nè, em có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em thì có 5 mối tình nè. Mới có 5 thôi hả? Dạ 5 thôi à. Lâu nhất là bao lâu? Bao dạ lâu? 5 năm. 5 năm mà chia tay hả? Thật sự hai đứa em cực kỳ yêu nhau. Mà chung là do gia đình hai bên không hòa hợp về cái đạo. Em thì em bên đạo Thiên Chúa giáo. Cô ta thì gia đình cô ta không chấp nhận cái vô đạo. Ok, rồi. Rồi, mình hỏi okay. bên kia đi. Đạo gì? Mình đạo gì cơ? Dạ em đạo Thiên Chúa. Rồi, chúc rồi. Mừng. Thôi chúc mừng hai bạn nha. Cái gu bạn gái của em là như thế nào? Trước tiên là tánh hiền, hiền nhưng phải cá tính nha. Với đừng có hiền bánh bèo. Không cần phải xinh, không cần phải đẹp. Có một cái điểm ấn tượng nào đó. Ấn tượng okay. như là có cái mũi cao cao nhỏ nhỏ và có bờ môi quyến rũ. Hay có vòng một hấp dẫn. Và vòng ba lôi cuốn gì đó. Nó có một cái điểm gì đó. Thế là tóc dài hiền gì đó. Một cái điểm ấn tượng. Nhưng mà em nghe cô giáo em cũng thích đó. Mà em là cô giáo dạy cấp mấy em? Em dạy cấp 1 nhưng mà hiện tại thì em đã nghỉ công việc ở trường rồi tại vì em muốn ra ngoài làm nhiều hơn. Em là dạy về vận dạy động mà, đúng không? Cho bé nhỏ. Vận động. Dạy thẩm mỹ đúng không? Dạ. Dạy thẩm mỹ là dạy về cái gì? Em dạy về phun thiêu á. Bên đây cũng thầy, bên kia cũng cô. Ha, bên kia có mấy mối tình gái. Ô chào em gái xinh đẹp. Dạ em chào anh Quỳnh Linh. Có cái điểm ứng nào không? Có nhiều à. Nhiều cái ấn tượng luôn á, chứ không phải là một đâu. Em gái thích người, mẫu người đàn ông như thế nào? Tại vì em về thể thao á, nên là em cũng thích bạn đó là cao một chút xíu, dáng cũng mập mập chút xíu không sao, cao khoảng từ 1m7 trở lên. Được. Em thì không cần cơ bắp quá, tại cơ bắp quá thì nhìn hơi ghê, săn chắc. Em rất là thích nam mà biết nấu ăn, tại vì có thể là cùng em nấu. Thì anh biết nấu mà, có thể ăn được hay không thôi. Hai người cùng nấu ăn, tại vì em thích như vậy lắm. Với lại em thấy nam thường thường nấu ăn rất là ngon, ở nhà lâu lâu bố em nấu cũng ngon, với lại nó vui, nó lạ lắm. Thôi vậy, có gì về cho anh gặp vậy. Bố em đi. Bố em chỉ cho anh với anh nấu dở đó. Bé trải qua mấy mối tình rồi bé? Chính thức thì em chưa trải qua mối tình nào. Chỉ mém mém thôi. Tính chất công việc của em á, từ hồi mà em đi học, thời gian còn lại em dành đi làm thêm. Khi mà em ra trường thì em đi làm, thì môi trường tiếp xúc của em chủ yếu là mấy bé nhỏ. Em gái đi với ai? Dạ, hôm nay em đi cùng với bố mẹ và đồng nghiệp. À, có bố mẹ nữa, được rồi. Xin chào, kính chào MC Quyền Ninh. Kính chào MC dạ. Hồng Vân, chào bạn trai. Dạ. Xin kính dạ, chào, toàn thể quý vị có mặt trong trường quay hôm nay. Tôi là bố của cháu Thảo, đến từ thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng. Đối với cháu Thảo thì ở nhà là cháu ngoan hiền, vâng lời bố mẹ, sống vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Yếu điểm nên là tính nhút nhát trước đám đông. Còn nhận xét về cháu trai bên này thì bác thấy là cháu về ngoại hình cũng được. Bác thích là cháu nói là cái 4-0, các con là cho nhau cơ hội để rồi tìm hiểu. Nếu như tìm hiểu chín mùi là báo với hai bên gia đình, các bác là sẽ tác hợp cho các con. Xin hết. Rồi. Cảm ơn anh. Em đi với ai? Dạ em đi với người bạn thân của em. Dạ em xin chào chị Hồng Vân, em chào Quyền Linh. Chào em. Nay anh chị đẹp quá. Em là bạn thân của Vũ. Bạn gái bên đây là rất là ok. Bạn em thì nó tánh xấu nó nhiều lắm. Nếu kể ra chắc chương trình dài lắm. Đó. Nó nói về nói là toàn là cái tốt không à. Còn cái xấu nó em biết. Nhưng mà em gái yên tâm. Anh thấy em với bạn anh đó, có thể là hai đứa có thể tiến tới xa. Nhưng mà quan trọng là mình phải làm dâu đó nha. Thằng này nó là con một, nó rất có hiếu với mẹ đó. Tại vì những mối tình trước đó cũng vấn đề không có hợp với mẹ, nó mới không đến được. Còn ba? Ba mất rồi, mất lâu. Cậu bé này thì thấy rất là xinh đẹp mà đúng với cái sở thích của thằng bạn luôn. Nghe bạn thân nói chưa, thiệt tình chưa, xấu nói xấu, tốt nói tốt. Rồi cảm ơn em trai. Bây giờ hai người gặp nhau đi để mình tính tiếp. Mở rào. Bắt đầu đi Vũ. Anh chào em. Chào anh. Cho anh gửi món quà. Cái này, cái đắt tay giúp anh nè. Chuỗi màu hồng. Đeo luôn Vũ. Chuỗi màu hồng. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Em cũng có món quà gửi tặng anh. Em thấy anh như thế nào? Cảm nhận em thấy anh như thế nào? Cảm nhận tại vì nói chung là mới nhìn thì chắc là cũng 70% là ngoại hình bên ngoài thì là
cũng được rồi. Bên trong thì nói chung bên trong thì mình phải có một khoảng thời gian dài mới được. Dạ. Em thì có một cái sở thích á, rất là thích đi, có nghĩa là ước mơ của em là trước 30 tuổi em thích là sẽ đi phượt từ đây đi ra ngoài Bắc á. Ờ mà em có thích đi mô tô không? Tại anh thì đam mê anh là mô tô. Ừ, anh đi phượt nhiều lắm. Hồi xưa mà lúc ba anh còn sống á, anh đi phượt rất nhiều. Từ khi ba anh mất rồi thì anh ở với mẹ, anh không đi, chỉ dịp Tết anh mới đi thôi. Dạ. Nói chung là em cũng thích đi bằng xe máy á anh. À yeah, ok. Dạ. Với lại á, nhà em nếu như mà khoảng cách nó hơi xa á, nghĩa là ở Lâm Đồng với thành phố á, thì không biết là nếu như mà em nói ví dụ đi, ví dụ mà có hợp nhau, có tiến tới mà xa hơn được á, thì Tết anh có sắp xếp đi về ở dưới nhà em được không? Đúng anh, thì chung mà anh với mẹ Tết năm nào cũng phải du lịch. Mà thường cái du lịch nhất là đi Đà Lạt. Mẹ cực kỳ thích đi Đà Lạt. Thì ok, nhưng mà một năm mà vô tư. Hồi nãy em nghe nói là anh có dạy cái gì ta? Dạy về thẩm mỹ á. Hồi xưa thì anh làm bên IT. Anh tốt nghiệp bên trường sư phạm kỹ thuật á. Thì mỗi năm làm một thời gian, xong anh có bén duyên nghề thẩm mỹ. Anh mới làm. Anh làm cũng được 7 năm, xong bây giờ hiện tại anh đi dạy học. Anh đào tạo cho học viên, cho mấy ai mà muốn mở tiệm á, anh dạy lại. Thì đó, nói chung mà cái nghề đó thì chung anh nói trước nha, cái nghề đó thì anh tiếp xúc với con gái cũng hơi nhiều. À dạ. Tại vì đa số học viên là nữ không à. À thì đó, em biết em có ghen hay không? Cũng có đó anh. Nhưng mà nói chung là mình trao đổi rõ ràng thôi. Tính chất công việc mà cũng đâu có ai muốn đâu. Có nghĩa là nếu như mình không có gì thì mình không cần phải mập mờ hay là gì đó. Thì anh nói nghe, em có ghen vua không vậy? Nhưng mà học viên nó rủ anh đi ăn. Thì nhưng mà anh thì lịch sự, thì một người thầy giáo đi ăn với học viên đúng không? Thì xong giờ anh sẽ báo em. Dạ rồi. Đó, anh báo em. Thì em có, nhưng mà em có buồn hay em có bức xúc cái gì đó không? Em trả lời câu đó đi, tại sự anh cũng muốn hỏi kỹ với một người đó. Có thì mình nói có. À, không thì mình nói không. Có hay không thì mình... Cái này chắc phải để thời gian trả lời đi anh. Tại vì nếu như bây giờ trong trường hợp này em chưa hiểu gì anh hết, em không biết anh như thế nào thì em không thể trả lời được. Sau một thời gian tìm hiểu em cảm thấy anh là người đáng tin tưởng thì anh làm gì em sẽ chấp nhận. Nên tại sự đó anh ơi, trong tình yêu á, trước tiên là phải tin nhau. Tin trước đi. Tin trước đi, đó là cái điều kiện đầu tiên để tạo cho hai đứa gắn bó hơn. Thì anh muốn một cô gái vậy đó. Ừ, tin anh. Giờ một cô gái ghen quá thì anh thua. À. Tại vì cái nghề của anh là như vậy. Ghen phải ghen đúng mà. Biết rõ là anh đi cô đó gì, cô đó thích anh hay anh thích, ok ghen. Thì hồi nãy em nói rồi anh. À. Nghĩa là mình phải tìm hiểu mình phải như thế nào. Ví dụ như là em hiểu anh, em biết công việc của anh như thế nào rồi, thì anh đi thì em đâu phải buồn nữa. Còn quan trọng trong cái thời điểm mà anh, có nghĩa là cái thời gian tìm hiểu á, mà không phải cái thời gian tìm hiểu mà cái sao ta, cái lòng tin á, lòng tin anh tạo dựng cho em như thế nào á, thì nó mới... Chứ nếu như mà em mà tin anh 100% thì người ta lại nói em là mù quáng quá. Không, vậy thì tính là như thế nào? Khi anh yêu, anh hoàn toàn tin 100%. Nhưng khi anh phát hiện ra là cắt. Tính như vậy. Anh không bao giờ anh cầm một cái điện thoại mắc phone anh kiểm tra. Ồ, em nhắn tin này. Anh tin hoàn toàn, anh không bao giờ kiểm tra. Nhưng đừng để phát hiện. Cảm nhận của em về chàng trai này như thế nào? Em thấy anh này cũng dễ thương. Nói chung là suy nghĩ của anh ấy cũng có nhiều cái nó cũng giống với em. Và chắc có thể là anh ấy lớn tuổi hơn em, nên có em thấy là cái kinh nghiệm với cái vốn sống của anh ấy thì chắc là nó nhiều hơn em á. À đúng rồi, tại em với anh cách nhau cũng tuổi, nó cũng gần 10 tuổi đó. Suy nghĩ của em nhiều hồi nó trẻ con quá. Thì không biết là anh có chịu được không. Rồi. Còn em cảm nhận về cô gái này. Dạ thì cô gái này chung mà cô chú xinh, cô gái này em nói quá ok. Quá xinh, nói chung mà em cực kỳ xinh, dễ thương, có nụ cười rất là đẹp. Em thích cái nụ cười của em, thật sự. Đó là một cái điểm nhấn. Mỗi bên sẽ có một phút để thể hiện cái tài năng của mình. Rồi bước tới. Anh làm trước nha. Đúng dạ, rồi. Anh làm trước đi anh. Nói chung mà làm cho không khí vui vẻ chút nãy đúng giờ. Đúng rồi, chính xác. Nó căng quá, nãy giờ nó căng quá. Ừ, em hỏi quá căng quá. Dạ, căng quá. Thì đây là một bộ bài 52 lá. Tết mình chơi xì dách đó, cào nhiều lắm. Anh quên kiểm tra em đi, có gì khác không? Em mời bạn gái đi. Thôi anh là anh đàn anh, anh coi chữ đi. Không có gì lạ không? Không, anh kiểm tra nè. Rồi, không có gì lạ rồi. À, bạn gái kiểm tra. Ôi. Đó không, thấy có gì lạ không? Ồ. Không có gì lạ hết không? Dạ, bài bộ bài bình thường đúng không? Dạ. Thì bây giờ em lấy là sao lá đầu tiên đi. Để nguyên bộ bài thì lâu lắm, mất thời gian lắm. Nên là lấy là sao lá.
thì cái đá có đá ách cơ, đúng không? Đá ách cơ là hình gì? Là hình trái tim. Đúng, hình trái tim. Thì chúng ta cho như là trái tim của em đi. À, ok. À, có gì biết. Rồi, em ghi xuống thỏi của em vô đây. Dạ, em rồi, ok. Và bây giờ em xào. Xào lan cái xào đi. Thủ thuật á. Dạ, em gửi rồi, em. Ok. Anh, ông bà lại nha. Là trái tim nào? Rồi, anh giữ nha. Trái tim của em thuộc về anh nữa. Đó. Giờ xin lỗi. Ông lấy luôn số điện thoại đó, dễ sợ quá Vũ ơi. Cái chiêu này là Vũ lấy số điện thoại được nhiều người lắm nè, đúng không? À. Thôi, chương trình còn có thời gian không cho em đọc con bé khiêu vũ cái. Được. Thế chung là anh đi. Thật sự cái khiêu vũ này thì thế chung là con xin gửi đến ba con. Ba con mất cũng được 12 năm. Thì con rất là thương ba con, nhưng ba và con không hợp nhau. Trên là nhỏ thì con đi làm, con không ở chung với gia đình. Rồi xong khi mà ba con bệnh thì con mới về. Lúc đó hai cha con mới hiểu nhau. Trên con cực kỳ thương ba con. Và cái người mà dạy khiêu vũ cho con là ba con. Trời, anh mời em. Em đâu có biết nhảy đâu anh ơi. Anh chỉ dạy, anh chỉ dạy. Em chậm nhảy cái này. Rồi, anh em lại đây. Tay em lại bên tay anh. Dạ rồi. Rồi, đúng rồi, thẳng à. Dạ thẳng rồi. Rồi, bây giờ anh bước lui thì em bước tới. À. Anh bước tới thì em bước lui. Đúng rồi. Anh kéo xuống em bước lên, chậm hai chân lại. Đó, ok ha. Nào, 1, 2, 3, 4. Nhịp thứ 4 là nhịp hai chân mình chậm lại. Cho nên anh sẽ đếm là 1, 2, 3, chậm. Dạ. Rồi, thì bây giờ bước tới ha. Bây giờ cái bước nãy là bước khởi đầu. Thì mình khởi đầu nè, khởi đầu kéo xuống lên. Đúng rồi, kéo xuống. Đứng ngã rồi bắt đầu đi nè ha. Rung 3, 4 nhịp nè. 1. Rồi. Đúng rồi, 2. Lùi luôn, luôn, đúng rồi. À. 3, lùi luôn, đúng rồi. Dạ, 4, chậm lại, 4 chậm lại. Dạ, 4 chậm lại, hiểu chưa? Rồi, lại nha, lại. Bạn gái có thể thì chút tài lẻ của mình đi nào. Một bài hát nào đó. Em xin gửi anh bài Cần anh minh họa không? Dạ, anh minh họa cũng được anh, cho em mất luôn. Rồi, để em hát nha. Cầu vồng tan, sau mưa mình em đứng chờ. Vì gió mang anh về nơi chốn nào. Trong khoảnh khắc cô dâu dù lòng vẫn mong mưa thật lâu. Mưa cô xa cho quên ngày sau. Trở lại đây nhìn nhau chỉ để vỡ òa. Ngày đó còn nhiều trong nỗi đau này. Giờ hai lối nước mắt em hòa mưa lớn. Ướt đẫm trong ngàn thương nhớ. Bao lâu thì em sẽ quên. Dạ rồi, sao rồi. Hết thời gian rồi các bạn. Hãy tập trung hết sức mình, kiểm tra lại và đưa ra quyết định của mình. 1 2 3 Hết thời gian. Em trai không bấm. Nhưng mà anh xin lỗi em nha. Dạ, nhưng mà không sao anh. Anh muốn em là một người bạn của anh. Dạ rồi, ok. Mình có thể uống cà phê chơi vui thôi. Anh có một cái khúc mắc nãy là tại sự khi anh yêu, anh muốn cô gái đó tin tình. Cho nên anh hỏi rất là kỹ. Tại hồi xưa anh cũng bị một vấn đề đó. Anh muốn làm sao? Tin anh hoàn toàn. Thôi thì chúng tôi tôn trọng cái sự rung động của các bạn. Chắc chắn rằng các bạn sẽ tìm được nửa mảnh ghép của mình thôi. Bây giờ thông qua chương trình nha. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Thương hiệu thời trang thiết kế The Maven gửi đến bạn voucher giảm giá 30% khi đến mua sắm trực tiếp tại các cửa hàng. Mong rằng những bộ cánh lung linh tại The Maven sẽ giúp buổi hẹn hò của bạn thêm phần lãng mạn và đầy yêu thương. Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Daikyosan tặng bạn một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Daikyosan tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Daikyosan thiết kế độc đáo, lõi lọc ceramic siêu bền, màng lọc RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kềm dầu hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bạn sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Rồi,